Quýnh nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em Lên nói đầu thì cho Quýnh nhà gọi là chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình ạ à. Sau gần 2 tháng của ca sĩ Phi Nhung qua đời, cuộc sống của các thành viên trong gia đình đã dần ổn định Dù chưa thể nào ngôi ngoài nỗi nhớ thương Sinh thời thì giọng ca Bolero nổi tiếng bởi tấm lòng nhân hậu, nữ ca sĩ đã nhận nuôi nhiều bé có hoàn cảnh đáng thương và hết lòng chăm sóc yêu thương các em như là con ruột. Trong 23 người con ngoài cương và ba cô con gái theo đuổi nghệ thuật ca hát. Được đông đảo khán giả yêu mến thì Phạm Đức Hiếu là một trong những người con trai cả, mặc dù không tham gia vào hoạt động nghệ thuật nhưng cậu bé này vẫn được sự chú ý của tất cả mọi người và có vẻ ngoài thật sự điển trai và có tấm lòng rất là hiếu thảo. Mới vừa đây, tất cả mọi người ngỡ ngàng khi Đức Hiếu xuống tóc để trả hiếu cho người mẹ nuôi và hy vọng mẹ sẽ sớm có cuộc sống hạnh phúc và yên ấm nơi phương xa. Bên dưới rất là nhiều bình luận thì khán giả cũng đã lập tức nhận ra điều này và không khỏi xúc động trước những hành động hiếu nghĩa của đức hiếu. Mới vừa đây thì trên mạng xã hội cũng đã lan truyền một cái thông tin nói rằng là có một người mạnh thường quân nào đó ở bên nước ngoài muốn đầu tư tài trợ cho cường từ A tới Z để em có thể là bay sang bên Mỹ lưu diễn hát cho một cái chùa gì đó mà có hai cái show diễn. Thì thật sự mà nói, nếu như cường là một người mà hiểu câu chuyện thì nếu em đồng ý á, thì cái chuyện đó là cái chuyện của em em muốn bay đi đâu đó em hát đó là cái chuyện của em tại vì bây giờ không còn bất cứ một cái điều gì được gọi là liên đới với phía bên công ty của cố ca sĩ nữa và người này cũng đã lên tiếng nói rằng là nếu như cường đồng ý bay qua bên đó để mà hát thì người ta sẽ trả cho cường cái mức cá cao hơn so với từ trước tới giờ mà em được nhận đó, người ta ra một cái điều kiện rất là hoành tráng nha người ta làm cho nó ảo thuộc lắm đó nhưng mà quan trọng mà ở đây người đó có phải thật sự là muốn giúp Cường hay là không Hay là người ta đang muốn lợi dụng vào chính bản thân của em Hay là qua cái câu chuyện mẹ con của em Thì người ta muốn lợi dụng vào cái tên tuổi của em Để có thể là làm được một cái câu chuyện Hoặc là người ta có thể là bi ai đánh bóng Mà mình cũng chưa biết rằng là Cái người này là ai, ra làm sao, đến từ đâu Đó. Người ta chỉ nói là nói như vậy thôi Còn mình không biết rằng là người ta vì có mục đích như thế nào Nghĩ cũng lạ Từ trước tới giờ á khi mà cố ca sĩ còn sống á thì nếu như họ yêu mến họ quý trọng Cường, họ muốn tạo điều kiện cho Cường và muốn giúp cho em là phát triển trên con đường ca hát, người ta muốn giúp cho em có nhiều sâu diễn hơn thì ngay lúc đó người ta đã giúp rồi. Đúng không ạ? À? Nhưng mà tại vì sao đến hiện tại bây giờ khi mà cố ca sĩ qua đời thì bắt đầu hàng loạt người lên tiếng để mà giúp đỡ cho cường rồi đến bây giờ cũng bị vô âm tính và cũng không có bất cứ một cái động tĩnh nào cả thôi bây giờ nếu mà mình thương cố ca sĩ á thì đương nhiên rằng là mình cũng nghĩ cho khía cạnh của cường để người ta nói rằng là tại vì sao mà phía bên yêu mến của ca sĩ lại không nghĩ cho cường thế này thế kia đương nhiên bây giờ nếu em có một cái tương lai tươi sáng hơn và em có một cái con đường mới để đi thì tất nhiên những người mà yêu mến của ca sĩ người ta cũng sẽ ủng hộ em đó đơn giản thôi chứ người ta cũng chả ganh đua hay là ganh tị hay là có bất cứ một cái sự việc nào trong đây cả dù gì đi chăng nữa thì Em cũng nên sống cho cuộc đời của em rồi Nhưng quan trọng ở đây là em nên suy nghĩ thật là kỹ Không có một người dân nước lạ nào ở bên ngoài Mà người ta giúp đỡ nhiệt tình cho em giống như là cố ca sĩ đâu Và đương nhiên cái người mà lo lắng cho em từ trước tới giờ Em phải là cái người hiểu rõ nhất Nói đến đây thì chúng ta đều ngạn lòng Bởi vì những cái nghĩa cử cao đẹp mà cố ca sĩ hy sinh cho em Bây giờ nó thành công cốc cả Người ta luôn nói rằng là cố ca sĩ lợi dụng vào em để đánh bóng tên tuổi Người ta nói rằng là lợi dụng vào em để có thể là kiếm tiền Nhưng người ta đâu có hiểu được rằng là 6 năm ròng rã cố ca sĩ đã giúp đỡ cho em, đã lo cho em ăn học Từ ngay cái bước đường mà em bước chân lên Sài Gòn Rồi bây giờ khi mà cô ấy ra đi mãi mãi Thì mọi người vẫn không thể nào mà người ta ngưng nói về cái sự việc này Và người ta luôn cho mặc định rằng là cố ca sĩ đang lợi dụng em cường Thật sự mà nói một người mẹ mà người ta lợi dụng vào những người con của mình để có thể là kiếm chác Người ta sẽ không bao giờ mà người ta yêu chiều, người ta thương con như là cố ca sĩ Thật sự nhìn vào không ai nghĩ rằng là đó là những người con nuôi của cố ca sĩ đâu Rất là thương luôn nha mọi người Và qua cái sự việc của em Đức Hiếu á, mọi người cũng đã hiểu rất là rõ nếu như cố ca sĩ là một người lợi dụng vào những người con Không lo cho con của mình không yêu thương bằng tình thương thật sự thì đảm bảo rằng là Đức Hiếu sẽ không bao giờ mà yêu thương mẹ mình như vậy cả và khi mà mẹ ra đi thì đó là một cái nỗi đau rất là lớn đối với em của ca sĩ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một người mẹ đùm đùm nắm nắm mỗi lần mà đi lưu diễn ở bên nước ngoài thì cô ấy đều đi, đi mua sắm quần áo hàng hiệu cho con của mình kể cả cường ở trong đó cũng vậy cô ấy đã rất là thương con của mình từ cái quần cái áo cô ấy cũng đã nhắm để có thể là mua cho con của mình thì hỏi thử rằng là cô ấy lợi dụng ở đây mà cô ấy thương con của mình như vậy sao một người mẹ người ta có tâm có đất cho dù có một núi tiền đi chăng nữa hoặc là người ta có lợi dụng để người ta kiếm chác ra được hàng nghìn túi tiền đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ không bao giờ người ta dành trọn cái tình thương đó cho các con của mình Người ta có diễn gì đi chăng nữa người ta cũng sẽ không bao giờ mà người ta diễn được cái tình cảm mẹ con đâu. Các bạn đừng có nói rằng là tại vì sao mà diễn hay đến như vậy. Không có. Chỉ có tình cảm chân thành được xây dựng trong một khoảng thời gian dài mới tạo nên cái tình cảm mẹ con dạt dào đến như vậy còn nếu như các bạn nghĩ rằng là đó là một cái sự được gọi là ngụy trang là một cái gì đó được gọi là che mắt bàn dân thiên hạ thì các bạn cứ thử làm thử đi thử nuôi một đứa con rượu của mình thôi rồi các bạn sẽ thấy được rằng là nó cực khổ đến cỡ nào chứ đừng có nói gì mà 23 người con nuôi mà chưa kể đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi đi học tiền bạc ở đâu đếm cho sẻ các bạn thử hỏi xem Tiền ngày nào cũng ra Tiền lúc nào cũng phải có dàn ở trong túi Để có thể là lo cho con của mình 23 người con Không phải là một hay hai người con Mình sinh một đứa con ra Mình nuôi nó Thôi á thì cũng đã thấy mệt lắm rồi Đừng nói gì cho ăn học thế này thế kia nữa Còn nếu như các bạn nói rằng là những cái số tiền đó cho con ăn học là có nhà tài trợ thế này thế kia Nếu như cố ca sĩ không phải là một người nổi tiếng Chỉ là một người mẹ bình thường Thì chắc có lẽ cô ấy sẽ không gồng gánh được 23 người con nuôi Và chưa kể không có bất cứ một cái nhà tài trợ nào Người ta biết đến cô ấy để có thể là ủng hộ cho các con nuôi của cô ấy đâu Và cái việc mà nghĩa cử mà xây chùa xây chiền á Thì cô ấy xây cô ấy để lại cho đời Chứ cô ấy mất đi rồi cô ấy cũng đâu có đem được bất cứ cái gì đâu. Cô ấy cũng đâu có đưa đi được cái gì. Cô ấy đều để lại ở Trần gian hết. Đó là những cái nghĩa cử cao đẹp rồi. Và các bạn có muốn nói gì đi chăng nữa. Hoặc là các bạn có muốn tô vẽ gì. Trong cái hình ảnh của cố ca sĩ thì cũng chả làm được gì cả. Bởi vì cô ấy luôn ở trong ký ức của những người yêu mến, những người hâm mộ. Một người đã cống hiến mấy mươi năm nghệ thuật ca hát Thì đương nhiên không vì một phút một chốc mà người ta đánh đổi hết tất cả mọi thứ Cả cuộc đời, kể cả thanh xuân tuổi trẻ của họ Để có thể chăm sóc cho 23 người con ấy Cường chỉ sống vẹn vẹn với cô ấy 6 năm trời Nhưng mình biết được rằng là trong 6 năm đó Đương nhiên ở cái độ tuổi dài thì Nhiều lúc cô ấy có nói những cái câu hơi nặng nhọc Nhưng các bạn thử nghĩ đi Ở cuộc sống bình dị đời thật nhất của mình khi mà mình sống chung cùng với lại bố mẹ ruột của mình thì các bạn có bao giờ bị bố mẹ mình mắng nhiếp như vậy chưa vô vàng vô số vàng và sau đó thì sao mình cũng rất là yêu thương bố mẹ của mình vì mình biết được rằng là bố mẹ muốn cho mình tốt lên Bố mẹ yêu thương mình Bố mẹ lo lắng cho mình Tại vì bố mẹ không thể nào sống đời đời Mãi mãi với mình cả Và mình phải biết tự vươn lên Mình phải biết tự lập và đứng vững trên đôi chân của mình và đó là cái điều mà cố ca sĩ đã muốn làm cho cương và chỉ mong rằng là đến một ngày nào đó em có thể hiểu ra sự việc và em có thể biết được rằng là cuộc đời này không phải ai cũng tốt với em giống như là mẹ nuôi của em đương nhiên mẹ ruột của em là một người sinh thành ra em thầy người ấy sẽ là cái người yêu thương em vô điều kiện nhưng người mà không sinh thành nhưng dìu dắt giúp đỡ cho em thì đó vẫn mãi mãi là công ơn dưỡng dục thật sự bây giờ mình không muốn nói nhiều bởi vì mình càng nói nhiều thì có rất là nhiều người người ta vẫn bảo thủ cho những cái điều mà người ta nghĩ và người ta mặc định rằng là cố ca sĩ thế này thế kia nhưng thôi chuyện gì nó cũng đã lắng dịu và người đi thì mãi mãi ra đi rồi cô ấy không thể nào cô ấy ngồi dậy để cô ấy nói rằng là ờ ừ, tôi thương con là tôi thương thật lòng không thể nào nói được và miệng đời thì ở chính miệng của người ta người ta muốn nói sao đó là cái quyền của người ta và mình chỉ nghe và mình cảm thấy mình ngạn lòng thôi vì những cái điều đó nói quá là ác ý Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ à.